Như chúng ta đã biết, Quách Phù là một trong những nhân vật khó ưa nhất truyện Kim Dung. Có một điều thú vị là dù không phải mền, nhưng trong đời cô nàng có hình bóng của bốn người đàn ông đi ngang qua. Người đầu tiên và người thứ hai chính là hai anh em họ Võ. Thứ ba là Dương Quá và người cuối cùng là Gia Luật Tề, ông xã của Phù. Trong bốn người này thì hai người đầu tiên có vẻ xứng đôi vừa lứa, hai người cuối cùng thì không. Theo quan điểm của Đình Phong, Dương Quá và Gia Luật Tề nên kiếm được một cô gái tốt hơn. Tất nhiên Quá thoát rồi, còn Tề thì không. Tại sao Đình Phong lại nói những lời lẽ tiêu cực như vậy? Bởi các bạn hãy thử nhìn xem kết cục của những kẻ liên quan đến Quách đại cô nương. Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho chém nhau sống chết vì cô nàng. Dương Quá bị phèng mất một cánh tay, còn Gia Luật Tề đáng tương lai sáng lạn, quen phù phát tu vi ị ạch, tiến cảnh càng ngày càng chậm. Thằng cha Hoắc Đồ không hề dùng võ công mạnh nhất của hắn, mà Gia Luật Tề vẫn bị đấm cho sưng mồm. Rõ ràng Quách Phù chính là một ngôi sao trổi hệ Black chính hiệu, nếu ai ở cạnh cô nàng ắt gặp đèn đổi. Kim Dung mô tả huynh đệ họ Võ sống cùng Quách Phù ở đảo Đào Hoa từ nhỏ. Một là trên đảo không có thiếu nữ nào khác, hai là lâu ngày tự nhân sinh tình, nếu bảo họ không chung thủy với cô nàng thì chẳng hợp lý chút nào. Sau cuộc đánh nhau thí mạng trong rừng, hai ông thần nhận ra Quách Phù đối với họ hoàn toàn không có tình ý gì. Tất nhiên ông nào cũng tuyệt vọng, cho rằng sống trên đời chẳng còn lạc thú. Nhưng sau một thời gian, Đại Võ Tiểu Võ đã tìm được mối ngon hơn, đó là Gia Luật Yến và Hoàn Nhàn Bình. Lúc này hai gã gặp lại Quách Phù thầm so sánh trong lòng. Đúng là nhìn người cứ gỡ tấy thì cảm thấy ý trung nhân, chẳng những không có điểm nào thua Quách Phù mà còn hơn hẳn. Ông em thì nghĩ Gia Luật cô nương hao sảng hòa khí, đâu có nũng nà nũng nịu hẹp hò như Quách Phù. Ông anh bụng bảo dạ, Hoàn Nhan cô nương hết sức dễ thương, hiền hậu, ăn đứt Quách đại cô nương. Qua đoạn mô tả trên cho ta thấy, khi con người ta thích nhau, thối cũng thành thơm. Còn khi không thích, không thơm quy về hết thối. Quách Phù không yêu Đôn Nho Tu Văn cũng là đúng thôi. Hai ông thần này chỉ chết vì gái, là anh em mà đánh nhau sống chết, không đáng mặt nam nhì. Đã vậy ngu lại còn ảo tưởng sức mạnh, nào thì lập đại công, nào là bắt hốt tất liệt. Quách Phù vốn người kiêu căng tự phụ, hà cớ gì mà rúc đầu vào bãi. Tất nhiên, Kim Dung về phe Phù cho cô nàng kiếm được một mối ngon hơn, đó là Gia Luật Tề. Theo quan điểm của Đình Phong, nếu Tề muốn sướng, muốn vui, muốn hạnh phúc thì phải tiến tới Hoàn Nhàn Bình, nhưng già tỷ nên duyên với cô ta lại khó có được vinh quang. Âu cũng là được cái nọ, phải mất cái trai. Nếu câu chuyện giữa Phù với Tề cứ tuần tự tịnh tiến thì không ai nói gì cả. Nhưng vào lúc cuối truyện, tác giả Kim Dung đã viết một số câu từ, một số chi tiết khiến Đình Phong phải khẳng định rằng Tề chính là cái bóng, là thế thân của Dương Quá. Và mình cũng confirm luôn là hào quang của nhân vật chính, nhất là trong Kim Dung, có thể đè bẹp bất cứ nhân tài nào. Tề cùng lớp hậu bối như Quá, nhưng hơn Quá vài tuổi. Năm Quá 36, Quá là ngôi sao, còn Tề vẫn là đốm lửa. Nếu xét theo khía cạnh được và mất, Quá mất một cánh tay và được kỳ ngộ, còn Tề mất sự tự do nhưng được Quách Phù. Được Quách Phù là được thân xác, được ấy, chứ còn tâm hồn cô nàng thì không rõ. Hoặc chính xác hơn là tâm hồn Phù thuộc về Dương Quá, thử hỏi Tề có đau không? Sau khi Dương Quá cứu Gia Luật Tề một mạng, Quá liền nói: Phù muội, hai ta sống một nhà từ nhỏ, tuy thường gây sự, thực ra tình như huynh muội. Chỉ cần từ nay muội không căm hận huynh thì huynh đã thỏa mãn lắm rồi. Quách Phù ngẩn người, bao nhiêu chuyện cũ dồn dập tái hiện trong tâm trí. Không lẽ mình căm hận chàng thật ư? Huynh đệ họ Võ một mực liều chết lấy lòng mình, còn chàng lại chẳng thèm ngó ngàng. Chỉ cần chàng để mắt đến mình một chút thôi, dù có phải chết vì chàng, mình cũng cam lòng. Tại sao mình cứ căm hận chàng một cách vô cớ? Chỉ là vì mình cứ thầm yêu trộm nhớ chàng, mà chàng lại chẳng thèm để mắt đến mình. 20 năm nay cô nàng không hiểu rõ tâm sự của mình, mỗi khi nghĩ đến Dương Quá lại coi chàng là kẻ đối đầu. Trong khi thật ra tự đáy lòng, nàng luôn nghĩ đến chàng với một tình cảm khó nói. Tiếc rằng Dương Quá không hiểu rõ tâm sự của mình đã đành, chính cô nàng cũng không hiểu rõ. Lúc này khi đã rũ bỏ hết ý nghĩ căm hận,
Quái phù mới đột nhiên hiểu ra, thì ra tình cảm của cô nàng đối với anh Võ lại sâu xa tới vậy. Lúc chàng xông vào trận giặc cứu Tề Ca, mình rốt cuộc lo cho ai nhiều hơn nhỉ? Chính mình cũng không biết nữa. Giữa chiến trường thiên quân vạn mã, quái phù đột nhiên hiểu rõ tâm sự của mình. Hôm sinh nhật quái tương, chàng tặng cho nó 3 món lớn. Vì sao mình lại căm hận tận xương? Khi chàng vạch trần âm mưu của Hoắc Đồ giúp Tề Cao đắc nhiệm bang chủ cái bang, vì sao mình lại thầm tức giận? Quái phù ơi là quái phù, thì ra mi đi ghen với muội tử của mi. Chàng dịu dàng âu yếm với tường muội, xong chẳng dành cho mi một phần nhỏ chút tình. Nghĩ đến đây, bất giác nàng lại bực tức, nhìn Dương Quá và Quách Tường một cái, nhưng lại nghĩ, mi còn đứng ở đây làm gì? Mi là một người phụ nữ có chồng, Tề Ca đối với mi yêu thương như thế, còn mong gì thêm nữa? Phù tự nhiên thở dài. Tuy cuộc đời của nàng không thiếu thứ gì, nhưng trong đáy lòng đúng là có một điều ân hận khó nói. Từ nhỏ nàng muốn gì được nấy, nhưng ước muốn mãnh liệt nhất thì không tài nào đạt được. Do đó trong đời nàng thường không hiểu rõ chính mình. Tại sao mi lại nóng nảy khó chịu? Vì sao trong khi mọi người đều vui vẻ, mi lại bực tức vô cớ? Qua đoạn mô tả trên đã hé lộ cho chúng ta rất nhiều thứ. Điều đầu tiên, Đình Phong xin khẳng định luôn, Quách Phù yêu Dương Quá, yêu rất nhiều. Vì yêu nên ghen, vì yêu nên sinh hận. Chúng ta hãy cùng nghe kỹ lời Kim Dung mô tả về tâm trạng Phù. Nàng từ nhỏ muốn gì được nấy, nhưng ước muốn mãnh liệt nhất thì không tài nào đạt được. Anh em thấy 4 chữ, à quên 5 chữ, ước muốn mãnh liệt nhất không? Rõ mồn một là ước muốn lớn nhất của Phù chính là Dương Quá. Phù ghen với em gái, ghen cả với tiểu lòng nữ. Đình Phong buồn cười nhất là đoạn Phù ngẩn người suy nghĩ xem mình yêu ai, trong khi chiến trận đang loạn lạc, ai nấy liều mình sống chết đánh giặc. Đúng là có đồng đội như Phù thì thật sự đáng sợ. Rất có thể trong pha chém tay Dương Quá năm xưa, phần giận mất khôn, phần vì ghen tuông cũng không chừng. Trở lại câu hỏi lúc nãy, quái Phù yêu Gia Luật Tể hơn hay yêu Dương Quá hơn? Theo quan điểm của Đình Phong thì có lẽ... À xin lỗi Tể trước nhé, khi những lời tiếp theo này làm người huynh đệ phải đau lòng. Theo quan điểm của cá nhân mình, và mình cũng nhắc lại hồi nãy, thì Tề sinh ra để làm nền và làm người thế thân cho Quá, chứ thực lòng Phù gần như không yêu Tề, nếu có cũng chỉ chút xíu. Tề vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn thích hợp. Tề môn đăng hộ đối, ngoan ngoãn dễ bảo, chứ đàn bà con gái, kẻ nào làm họ đau thì họ mới nhớ nhiều, chứ còn chiều chuộng họ lâu dần cũng chán mà thôi. Quái Phù mấy chục năm vẫn còn hận Dương Quá thì cái tình cảm ấy không nhỏ chút nào, thậm chí đã chiếm hữu cả tâm trí nàng ta. Gia Luật Tề có được Phù chẳng qua là thể xác, còn con tim có lẽ được vài hột hơi. Nếu Phù yêu Gia Luật Tề thì không thể nào tự hỏi bản thân rằng lúc Quá xông vào trận giặc cứu Tề Ca, mình rốt cuộc lo cho ai nhiều hơn nhỉ? Chính mình cũng không biết nữa. Cô nàng hỏi vậy nhưng không dám trả lời, không bao giờ dám. Bởi vì cô nàng đang sợ, sợ phải đối diện với sự thực rằng trong mắt cô, anh Tề cũng không đáng giá bao nhiêu. Nếu Quá mở lòng, có ý gạ gẫm, có khi Phù dẫm đạp lên cả thiên hạ để chạy theo anh Võ cũng nên. Nhưng cũng không thể nói cô nàng yêu anh Võ nhất, bởi vì đa phần những người ích kỷ thường yêu nhất bản thân mình, sau mới đến người khác. Chung quy lại, được Quách Phù yêu thực sự là một món quà đáng sợ và chẳng ai muốn nhận. Hai ông thần Võ Tu Văn và Đôn Nho từ khi thoát khỏi cô nàng vui vẻ hơn hẳn, võ công cũng nhích lên đáng kể. Dương Quá thoát khỏi cô nàng, đời cũng gặp bao nhiêu kỳ ngộ. Suy cho cùng, người khổ nhất vẫn là Tề, nằm ôm vợ, nhưng bà xã lại nghĩ tới một hình bóng khác. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.